hại cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ là những con ếch vô hại. Xin tha cho. Vô hại hả? Do các ngươi mà ngựa thần suýt chút mất mạng. Các ngươi phải đền tội. Khoan, là do quỷ đang xui khiến chứ chúng tôi nào dám. Vậy còn chuyện trộm gà vịt của dân làng là các ngươi làm phải không? Chúng tôi là loài ếch, xưa này chỉ ăn mỗi ruồi mũi sâu bọ. Chuyện trộm gà vịt cũng là do quỷ đen bắt ép chúng tôi làm. Nếu không nghe theo lời hắn thì e rằng chúng tôi khó mà giữ cái mạng sống đến hôm nay. Tôi không tin lũ ếch tên này. Tôi đã bị chúng gạt một lần rồi. Sáo Long, anh đừng mềm lòng. Sáo Long, khoan đã con. Dạ, con xin chào thần rừng. Cảm ơn con đã dũng cảm tiêu diệt được bọn quỷ hung ác, trừ hại cho dân. Riêng lũ ếch tinh này thì hãy tha mạng cho chúng. Nhưng lỡ chúng làm hại bá tánh thì sao, thưa thần rừng? Các con không phải lo. Lũ ếch này bản tính dung dị không xấu xa. Ta sẽ đem chúng vào rừng để giao quân, giúp cho chúng ăn năn hối lỗi. Dạ, cảm tạ thần rừng.